Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 3, tại Đà Nẵng, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhì và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, ngày 22 tháng 3 năm 1947, 22 tháng 3 năm 2022. Ngày 22 tháng 3 năm 1947, Phòng Chính trị khu 5, nay là Cục Chính trị Quân khu 5 ra đời, đánh dấu bước phát triển trong xây dựng lực lượng vũ trang khu 5 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Pháp trên địa bàn Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 75 năm qua, tuy cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ có những thay đổi theo từng hoàn cảnh lịch sử, nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, Cục Chính trị luôn đeo cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp to lớn vào thành quả chung của lực lượng vũ trang quân khu 5 nói riêng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, quân đội nói chung. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao huân chương độc lập hạng nhì, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Cục Chính trị, đồng thời trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 5.